chào các bạn. Hôm nay mình trải nghiệm đi dọc tuyến đường ven biển, một bộ phận ven biển mà địa điểm mình đang đứng đó là di tích lịch sử và thắng cảnh khu căn cứ và được xếp hạng di tích quốc gia là 25 tháng 4 1994. Sát bên cạnh chùa núi luôn, có tượng Phật cao nhất đằng Nam Á. Và đây là cái đài tưởng niệm chuyến thánh núi Bà. Bây giờ mời các bạn theo chân lên chiêm ngưỡng cái tượng đài này nhé. Đây là tượng đài chiến thích núi Bà. Trước mặt các bạn đó là phía trước mình đó là khu nghỉ dưỡng resort LC nha các bạn. Quy mô hình dáng mình đang đứng bên ngoài. Đó là những resort tiêu chuẩn 5 sao đẳng cấp quốc tế. Mình tới một địa điểm ngay sát chân cầu Thiện Hải. Đó là một trong những địa điểm du lịch cũng khá hấp dẫn. Bây giờ mình đang đứng trước khu biệt thự Đại Phú Gia, một trong những khu đô thị sầm uất và mắc tiền nhất của thành phố Bình Dinh. Đó, xa theo kiến trúc lối biệt thự. Đang đứng ở tượng đài chiến thắng ở thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp. Ngay được trang trí và hoàn thiện lại rất đẹp nha các bạn. Đối diện nó là tòa nhà cao nhất thành phố, khách sạn Bullman. Gần sát với trung tâm hành chính của thành phố Quy Nhơn. Đây là khách sạn Sài Gòn Quy Nhơn. Không gian rất là đẹp luôn. Mình đang đứng ở cảng cá Quy Nhơn nè. Quay một dòng cảng cá buổi sáng ghi ở chùa rồi.
đài ngữ chính sách và ngữ tâm thanh ngay tại quảng trường. Đây là tháp Bánh Ít của huyện Tuy Phước, nhìn từ xa nè. Em nhúng lên.